Theo đó, khi phân tích về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Bộ cho biết hệ số lây nhiễm không tăng. Thế nhưng số người nhiễm tại nhiều quốc gia lại tăng lên nhanh chóng, nên việc phòng chống khó hơn rất nhiều. Đặc biệt khi tình trạng nhập cảnh trái phép vào nước ta vẫn diễn biến phức tạp. Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện 77 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở. Đó là còn chưa kể đến nhiều trường hợp chưa được phát hiện. Tuyến biển cũng đã bắt đầu xuất hiện các công dân Việt Nam lao động ở Brunei và Campuchia nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Việt Nam. Về phương thức thủ đoạn thực hiện xuất nhập cảnh trái phép thì các đối tượng chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng trên điện thoại như Facebook, Zalo để móc nối hướng dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Các đối tượng cầm đầu thì tổ chức chặt chẽ, bố trí người đưa đón dẫn đường, liên lạc chủ yếu thông qua cái mạng điện thoại di động, sử dụng cái SIM rác và thuê xe ôm, taxi đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép từ biên giới vào nội địa và ngược lại.